chào tất cả anh em nhé. Bonsai chính hiệu đang chỉnh sửa là một tác phẩm mà anh rất ưng ý, gây dối dáng bản đồ Việt Nam. Được rất nhiều anh em yêu cây cảnh trong và ngoài nước cũng đánh giá rất cao rồi. Hôm nay nghe thông tin anh em Sầm Sơn đang tổ chức một buổi trưng bày cây cảnh nghệ thuật, thì Bonsai chính hiệu cũng đang chỉnh sửa một vài tác phẩm nhé. Thì tác phẩm đầu tiên là một tác phẩm dưới bản đồ Việt Nam, u cục rất là nhiều. Anh đang chỉnh sửa đấy nhá. Trên tay anh là một cái kéo Nhật 2 triệu. Anh ơi, rơi kéo ngó thế nào? Kéo này là kéo tỉa răm quý vị ạ. Kéo tỉa răm nhá. Cắt lá này thì nó cũng hợp cho lắm. Đúng rồi rồi. Nhưng mà nhà anh Thức thì anh cứ đầu tư kéo Nhật không, anh không chú trọng vào cái kéo cắt lá. Tiền tôi cắt nó hơi ngượng. Rồi nhá anh em nhá. Cầm nó hơi ngượng tay. Nhìn cái này tỉa răm thôi. Rồi rồi rồi. Anh đứng ở đấy tôi quay có vẻ. Ê, chào người đẹp. Đấy. Này, một cán bộ huyện yêu cây cảnh nhá. Một trong những người cũng rất yêu cây cảnh và có rất nhiều tác phẩm đẹp. Anh đang trong câu lạc bộ Hưng Thịnh. Bình nào gần như cái chậu nó khoảng cái này anh sở hữu lâu chưa nhỉ, anh hiểu nhỉ? 96 năm rồi nhá. Con này giờ có giá trị bao nhiêu, khoảng bao nhiêu tiền nhỉ anh nhỉ? Cũng ít mà anh. Ít là khoảng bao nhiêu? 75 triệu anh. Đầm 75 triệu nha anh em nhé. Những cái tác phẩm như này thì chỉ có những người đam mê thực sự người ta mới biết được giá trị đích thực của nó nhá. Chậu anh ngắm đó, em với những loại gì ạ? Bông này. Nếu mà nó một cái rối như này, dầm như này, quá đỉnh. Đeo cái kính đổi màu sao nó cứ lòng ngoằng. À rồi. Tôi nghe nói là anh Thức anh mua kéo này anh cắt vào tay mấy lần rồi đấy anh ạ. Anh cẩn thận nhé. Tôi cắt kéo này nó không quen anh chung. À không quen. Tôi chỉ có loại cắt loại 30.000 cắt lá thôi. 30.000. Vâng. Vâng. Dầm nó kỹ lắm đúng không? Anh em nhá, nếu mà anh em nào mùa nắng mà có thể ngồi lên trên này được nhá thì ngồi nhá. Cái bông này nó rất là đạt rồi. Đấy, nói thế để anh em biết là cái độ dầm này nó như nào rồi này. Anh em vỗ thoải mái nhá. Đây. Lại nổ đấy đấy. Đấy. Anh Hiệu nó nói tôi nổ nhưng mà không phải nổ nhá anh em nhá. Đây, còn riêng về đường thân của nó thì chắc là anh em chơi dưới cũng biết rồi. Nếu mà được cái như này thì nó phải tuổi đời nó rất lâu rồi. Đặc biệt là ngày xưa là trên cái thân này là cực kỳ hiếm. Cái này nó được cái ưu điểm là bông ra dăm thì nó rất là mịn màng, rất là kín rồi. Và thân của nó thì cái đường chạy thân nó rất chi là nghệ thuật mà nó rất là hài hòa với đấy cái bố trí của cái này là ngày xưa là cành cắt là nó úp cục về hay là tự nổi lên này. Những cái cành này nó mọi cái vết cắt bây giờ nó đã liền và nó thành sẹo hết rồi, nó úp cục hết rồi anh Tùng. Và cái đặc điểm thứ hai nữa là có một cái rễ nó lại chống ở trên chống xuống. Anh nhìn về mặt trước thì là dáng lão có một cái rễ này và rồi, nhìn rồi, rồi, mặt quay này quay mặt kia cho anh em xem nhé, giống như cái bản đồ Việt Nam vậy. Rồi, rồi rồi anh em thử xem này có giống cái bản đồ Việt Nam nhé. Đây này, đây này, đây nhá, mặt này thì nhìn nó kỹ hơn, nó như một cái gậy nhờ thì dáng lão ấy. Cái mặt này nó hay đúng không? Lá nó cũng nhỏ anh chung. Lá quá nhỉ. Cái dòng này nó vậy hay là tuổi đời nó cao rồi nó thế nhỉ? Đây nhá anh em nhá, quay kỹ này cho anh em mặt bên này anh em xem là cái đường chạy của cái này. Quái. Kinh khủng. Quay lại với tác phẩm nhé anh em nhá. Mặc dù là nắng đang chói vào mặt anh Hiệu nhưng mà anh chưa chăm chỉ vấn này cũng quên đi nhá anh em nhá. Nắng rất to anh em ạ. 40 độ nha. Vẫn tiến hành cắt bình thường. Và để hướng phong trào đúng rồi. Triển lãm tại Sầm Sơn Thanh Hóa thì mời quý vị và các bạn này yêu cây cảnh nghệ thuật xa gần. Vì những cái tác phẩm tiêu biểu ở vườn nhà mình để mang đến Sầm Sơn Thanh Hóa chúng tôi. Đấy cũng là một ngày
triển lãm rầm rộ đấy quý vị nhá. Nhá anh em nhá, thay mặt cho anh em yêu cây cảnh Sầm Sơn thì bonsai chính hiệu cũng đã vừa thông báo rồi. Anh em nào mà có tác phẩm tiêu biểu, đây là chỉ trưng bày những tác phẩm tiêu biểu nhá anh em nhá. Thì ta cố gắng mang về Sầm Sơn dự triển lãm chung vui với anh em. Một ngày hội mà có cái nữa là quy tập rất nhiều anh em yêu cây cảnh trong và ngoài nước nhá. Đặc biệt là những nhà vườn lớn như nhà vườn Minh Dưỡng này, anh Bắc Bát Tràng này và một số anh thực sự là đam mê cây cảnh và yêu cây cảnh có tiếng của Việt Nam nhé, cũng sẽ quy tụ về đây, là một cái sân chơi rất là bổ ích cho anh em yêu cây cảnh xa gần có thể là thưởng thức chiêm ngưỡng những tác phẩm kinh điển nhé. Thì rất mong anh em về chung vui với anh em Sầm Sơn, đặc biệt là những tác phẩm tiêu biểu nhé. Thay mặt anh em Sầm Sơn Trung Bonsai và Bonsai Chính Hiệu sẽ tác nghiệp dài tập ở Sầm Sơn để gửi tới tất cả anh em. Rất mong anh em nào mà thực sự đam mê cây cảnh, ta cũng có thể về ngày 16 nhỉ anh nhỉ? Ngày 16 tháng 8 nhỉ? Đây là một trong những cái ngày mà chắc là ngày đại lễ của anh em Sầm Sơn rồi. Thì chúng tôi sẽ tác nghiệp ở đó và gửi tới tất cả anh em nhé. Ngày 15 là ngày hình như là ngày nhận cây đấy. Thì anh em có tác phẩm tiêu biểu ta cứ gửi ảnh vào link của anh Hải Hải Bonsai thì sẽ biết thông tin rõ hơn. Chào biệt, chào ta chú Đức nhá. Một trong những cây đa đại thụ của Thanh Hóa mà đấy. Đấy, vừa nói đã chối rồi. Chú Đức cũng là một người có tiếng ở trên Thanh Hóa nhá. Chú đây. Chú Đức vừa rồi đi đâu nhỉ chú Đức nhỉ? Đây. Đi công tác. Một trong những tác phẩm mà các anh cũng vừa bắt về nhé anh em nhá. Tác nghiệp sơ qua thôi. Để cho anh em chiêm ngưỡng. Chú Đức đánh giá sao tác phẩm này nhỉ? Đẹp côn cây nhá. Cái này thông tin đâu các anh mua cái giá trị nó cũng vừa phải thôi nhá anh em nhá. Càng chơi thì càng tấn cấp lên nhiều. À thế à. Đấy này, chú Đức chú đã cũng đã đóng góp đây rồi. À. Cái này chắc là phải nhân hiệu. Đấy nha anh em nhé. Cái này thì chắc đang phải chăm nuôi tầm 90 năm nữa thì nó mới ra cây này anh em nhé. Thì anh em là chờ xem 10 năm sau là cây này nó sẽ ở mức độ nào nhé. Còn chúng tôi sẽ tiếp tục dạ. Đấy. Cái này chú có bơm B1 hàng ngày cũng lá không to được. Không, tôi lá to. Cái này nó già rồi, nó đúng rồi. Già mà cái giống nó cũng lá nó nhỏ đâu. Hai bản thân cái cây này giống ra lá nhỏ. Bản đồ Việt Nam này, bản đồ Việt Nam. Tôi cắt đi, mình có mang rồi. Nó lấy luôn à? Không, đến sau mình mang đi triển lãm đấy. Ai họ lấy thì nó lấy. Xong rồi là ông ta đi triển lãm mang đi luôn. Chính xác. Cái này cái thì nói thế thôi, một những cây dưới, cây gọi là cây dưới đấy. Vâng. Cây dưới. Cái ngày chơi nhá. Uống nước này. Hôm nào hoàn thiện tôi nói với thằng ấy, hôm nào hoàn thiện 12 ngày đến chào bác. Mình có suy nghĩ cây này nhưng mà một trong những cây dưới đẹp của Việt Nam. Đúng rồi. Nói thẳng một nó cũng nằm trong top đấy. Mình top đẹp. Đẹp thôi, Việt Nam thì ở đây trong tỉnh thì từ tỉnh các tỉnh đúng rồi, đúng rồi, một đúng. Tỉnh có một tác phẩm. Thế nên thì không cái này thì đẹp hẳn thôi. Rồi. Mình cứ phải sản phẩm mình đánh giá là như vậy. Thế là người chơi cây. Không mà nếu mà quay gì nó cái dưới này ông nhá, cây dưới này nó trông như một cái đồ cổ. Càng nhìn nó càng có duyên, nó càng đẹp. Đúng rồi. Đấy. Cháu thích là nó u cục rất nhiều, chú Đức công nhận không? Nó đúng càng đấy. Nhìn, đúng nó rồi. Càng đẹp, nó toát lên cái vẻ đẹp, nó rất là sâu. Ai là cô được quá. Nhìn như phải ốc rồi, anh đang tách thì bảo làm sao, chú có đấy để cho lá to, mà tôi cho lá to bằng lá bảng. Này còn làm sao để cho lá nó to ra nữa gì đây nhầm nhầm. Đang muốn lá nhỏ nữa. Thế gì này. Rồi, cảm ơn các sếp nhá. Đúng là có những cái ý kiến rất hay. Tác phẩm cũng đi được đến 90% chặng đường này nhá anh em nhá. Còn một số chặng đường nữa thì anh em cũng thể đóng góp cho chúng tôi. Với một cây dưới như thế này. Còn yêu gì phải chỉnh sửa nữa không? Không. Nó đẹp.
tôi gọi như một món đồ cổ mà càng nhìn nó càng đẹp. Anh không có một cái từ tay bông. Thông báo với anh em nhé, chú Đức vừa rồi bắt 5 tác phẩm nhé anh Hiệu ạ. Nhưng mà chung Monsa chưa tác nghiệp một tác phẩm nào. 5 tác phẩm luôn, nổ vừa rồi. Kín quá. Thương Hà là 2. Đấy, gớm không? Được không? 5 tác phẩm luôn. Cứ từ từ rồi xôi sau sẽ rõ nha anh em nhá. Anh em có đòi hỏi gì đâu. Đấy, người ta đang muốn bí mật những cái điều người ta đến thằng thức còn chưa được. Thức còn chưa được thấy cơ mà. Mà rồi nhà chỉ có một cuộc gọi thôi nhá. Người nổi tiếng chỉ một cuộc gọi thôi mà giao dịch xong. Giao dịch xong luôn. Hứa màn luôn. Liều rồi. Cũng thuốc liều hoàn đấy chứ. Có một cuộc gọi. Anh em chờ đón xem nhá. 5 tác phẩm của chú Đức có rất nhiều điểm hay nhá. Tôi mang cái cây anh mua chỗ kia để bảo tao mang đến đây phải giảng kinh. Đấy. Thế tôi bảo là tôi đếm 5 cây để chập 5 cái cây thì tao mời với cả. Này không phải kiểu đúng cắt xong chính xác anh phải cái kéo hết kia kéo kia rồi chú Bonsai cũng xin dừng video ở đây nhé để chuyển sang một video tiếp theo nhá. Anh em chờ đón xem những tác phẩm mà các anh vừa giao dịch về nhá. Rất là khủng khiếp. Nên rất mong anh em đón xem là ông ngồi ông quay thử không cháu cũng đã rê rồi đây theo yêu cầu thêm của chú Đức này cho đã rê rồi để cho anh em xem lại lần cuối nhá. Nên là nó gọi là cái cây này nó nếu mình nói là càng nhìn nó càng đẹp, nó duyên dáng hơn nữa nó sâu. Rồi. Nó rất là hay. Lên đến đâu là nó u cục rồi nên đấy. Nó đùa càng nhìn càng đẹp. Rồi. Cơ bản là như vậy thôi anh Trung. Đó. Anh em nhớ nút đăng ký và nút chuông để xem video tiếp theo mà Trung Bonsai gửi tới tất cả anh em nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn anh em người coi những tác phẩm kinh điển mà chú Đức vừa bắt về. Rất mong anh em chờ đón xem nhé. Xin lần này chào tạm biệt. Các bạn nhấn nút đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ những video mới.